Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn cho em tới cái bài 43. Không, thầy nói với các em là tại sao cứ một bài là một clip như vậy. Tại vì cái khối lượng kiến thức của nó rất là khó và khó mà để mà thầy lược nhanh được, mà thầy phải phân tích cặn kẽ từng chi tiết ở trên đề bài chúng ta mới lập được cái hệ phương trình, từng phương trình một và kết hợp để trở thành hệ phương trình. Và các em có bạn thì comment hỏi thầy ơi sao dạng này khó thế? Thì đúng, thầy nói các em là cực kỳ khó chứ không phải là khó. Nó đòi hỏi tư duy của em và kiến thức cơ bản về những cái bài toán về năng suất chuyển động này nọ. Chúng ta phải làm thường xuyên thì các em mới hiểu được. Chứ không phải ngẫu nhiên đùng đùng vô mà các em tự nhiên mà các em làm được những cái bài này, thì nói không cần sách nâng cao nhé. Những cái bài này mà các em tự lập luận, mà các em tự lập được phương trình mà chính bản thân tự em làm mà đúng á, thầy khen em đó là có kiến thức cơ bản rất là tốt và rất là giỏi nha. Ok, trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn em ở bài 44. Nếu mà quay mà thời gian nó còn dài thì thầy sẽ làm cho em bài 45. Mà nếu mà nó dài quá đấy, trong một tiếng ấy, thì thầy sẽ cắt ra tiếp nha. Ok, ta đi sang bài 44. Rồi, chúng ta có bài 44. Đề bài như sau em. Một vật có khối lượng M cũng cho là 124 gram. Và thể tích V, V ở đây là 15 cm khối. Là hợp kim của đồng và kẽm nha. Đồng, kẽm. Tính xem trong đó có bao nhiêu gam đồng. Nghĩa là tính khối lượng của đồng là bao nhiêu này. Khối lượng của kẽm là bao nhiêu. Biết rằng cứ 89 gam Cu ấy, đồng ấy, thì có thể tích là tương ứng là 10 cm khối. Còn kẽm thì 7 gam kẽm ấy, thì tương ứng thể tích ở đây là 1 cm khối. Đó. Cái đề bài như vậy thôi em. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy người ta yêu cầu tính là tính khối lượng của hai này. Thì người ta cứ hỏi ở đâu á thì người ta gọi ông ở đó và đặt điều kiện cho ông là được. Bước đầu tiên là lúc nào cũng như vậy nha. Giải. Như vậy chúng ta sẽ tiến hành gọi x. Ở đây là gam, đơn vị là gam cho các em nha. Là số gam của đồng, là Cu đồng. Còn y gam là số gam của kẽm. Bây giờ chúng ta đặt cái điều kiện là x phải y này là phải số dương lớn hơn không. Ít nhất các em phải biết được hai cái vấn đề này. Khi người ta hỏi cái gì thì chúng ta sẽ đặt ở đó ha. Như vậy thì vì tổng khối lượng của chúng là bằng 124 gram. Như vậy chúng ta đã có phương trình thứ nhất là x cộng y là bằng 124 gram ha. Vì cái khối lượng của vật là 124 gram nên ta có cái phương trình đầu tiên, nó sẽ là x cộng y sẽ bằng 124 gram. Ta ký hiệu đây là một, được chưa? Và một cái phương trình nữa đó chính là theo thể tích, tại vì thể tích tổng của hai cái đồng và kẽm này đó chính là 15 cm khối, không nào? Nên tổng của nó chúng ta cộng lại là bằng 15, nên ta có phương trình thứ hai. Như vậy thì chúng ta có là theo đề bài ta có cái thể tích của x gam đồng là bao nhiêu em? Có phải chúng ta lấy cái gì? Các em nhớ này, thể tích m ấy thì bằng v nhân cho d, có đúng nào? Như vậy thì ở đây có khối lượng rồi, thằng nào? Đó, thì bây giờ ở đây nếu mà suy ra d á thì bằng m chia v chứ gì nữa. Mà ở đây các em thấy
Như vậy thì ở đây chúng ta có là gì nào? Như vậy ở đây chúng ta tính D của đồng cái đã. Đồng là khối lượng là 89, thầy giảng cho đây một xíu nha. 89 phần 10. Đây chính là D của đồng này. Đây là D của đồng. Như vậy khối như vậy bây giờ V chúng ta xin ngược ra, V sẽ bằng M chia D. VM chia D đúng không? Mà M của ta đây chính là x này. Chúng ta gọi nó là x. Mà D của đồng đó chính là 89 phần 10 này. Có hiểu không? Đây. Đó, nghĩa là ban đầu người ta cho cái số liệu này là để tính D của đồng này em. D của đồng này. D của đồng thì bằng 89 chia 10 là ra được khối lượng riêng của đồng. Nha. Mà trong công thức ở đây chúng ta đi theo là V. V như vậy V sẽ bằng M chia D. Như vậy M ở đây chúng ta tính gọi cái khối lượng của nó là X là ban đầu này. D chúng ta vừa mới tính xong là 89 phần 10, chúng ta thấy không? Như vậy X. Như vậy thì nó chính là X chia cho 89 phần 10. Có phải là nó sẽ bằng là gì? 10 phần 89 nhân cho X không? Đây đơn vị là cm khối. Em hiểu không nào? Tương tự như vậy cái thể tích của y gam của kẽm là, nhìn thầy giảng kẽm một chút xíu này, người ta cho số liệu 7 gam kẽm tương ứng 1 cm khối, đây là để tính ra D nha. Như vậy D ở đây sẽ bằng M chia V, là nó sẽ bằng 7 chia 1 là bằng 7 này. Có được chưa nào? Như vậy thì tiếp tục V mà bây giờ chúng ta đang tính để lập phương trình là V. Như vậy thì D ở đây là bằng 7 mà M ở đây chúng ta là Y. Em hiểu nào? Y như vậy thì nó sẽ là gì? Y chia cho 7 nghĩa là sẽ bằng Y phần phần 7 cm khối. Đó. Lặng vặn là cái này các em không hiểu này. Không hiểu ở đoạn này nè các em nè. Vì cái thể tích của vật là 15 cm khối. Tại vì cái kiến thức này liên quan kiến thức của môn hóa nha anh em nha, môn hóa. Nên ta có phương trình. Tại vì thầy dạy được cả ba môn toán hóa sinh luôn nè. Những cái kiến thức toán với hóa này nha. Sẽ là gì? 10 phần 89x này. Cộng đây thầy ghi là 1 phần 7y nhé. Sẽ bằng 10. 15 ta ký hiệu đây là 2. Từ 1 và 2 ta có hệ phương trình. Trình ở đây đó chính là x cộng y là bằng 124. 10 phần 89x cộng 1 phần 7y thì bằng 15. Rồi. Được chưa nào? Bây giờ nhiệm vụ chúng ta bắt đầu giải ha. Xem một xíu nào. Giờ chúng ta sẽ tiến hành giải cái hệ này. Theo em thì giải hệ này thì thế, phương pháp thế nhá. Ta tương đương này. Nhưng mà thầy lúc x sẽ bằng là 124 trừ cho y này, thế vô đây. Như vậy 10 phần 89 nhờ thầy nhân luôn nha. Thầy không cần nói nữa mà là thầy chỉ làm cái em theo dõi thôi nha. Tới đây thì nó quá dễ rồi. Nhân vô đây. Đấy. Nghĩa là ở đây 10 phần 89. 124 bằng 124 không chẵn nha. Từ đây thì chúng ta sẽ đơn giản đây. Chuyển này qua đây nha. Như vậy thầy sẽ lấy là bấm là 10 phần thầy lấy 1 phần 7 đi. Trừ cho 10 phần 89 sẽ bằng là 19 phần 623 y nha. Thầy lấy 15 trừ cho 1240. Đó. Giải đưa ra phương trình rồi mà quan trọng giải nữa có ra nữa hay không em.
cũng là một vấn đề ha. Rồi, bấm máy tính. 15 trừ cho 1, 2, 4, 0, phần 8, 9. Bằng ở đây là 95 phần 89. Anh em, nãy thầy đang bấm nha. Tương đương ở đây 1, 2, 4, sắp ra rồi em. Đây suy ra, đây y sẽ bằng là 95 phần 89 chia cho 19 phần 623. Thầy chia luôn 19 phần. Đây nha, 35. 35 nha. Đây mà mang ra không chẳng nghiệm mỏi nha. Y sẽ bằng 1, 2, 4 trừ 35 à. Y đi bằng 35. 1, 2, 4 89 các em. Đó. Vậy ra rồi đấy. À, em kết luận đây vậy. Cái khối lượng để em ghi thỏa mãn điều kiện ha. Em kết luận vậy. Cái khối lượng của đồng là bao nhiêu gam? 89 gam. Khối lượng của kẽm 35 gam. Rồi, hay thì clip quảng cáo nha. Ok chưa? Đây em, nhìn nó quằn 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 ở chỗ cái khối lượng riêng đây nha. Người ta cho ở đây để tính D nha. Tính D là khối lượng riêng nha em. Khối lượng riêng nha. Thầy nhắc lại khối lượng riêng nha. Cái này cũng vậy. Rồi bài giải này. Làm cơm là không hiểu chỗ đấy đó các em. Tại vì cái đấy là kiến thức của môn hóa. Được không nào? Muốn chết thì bấm dừng lại nha các em nhé. Tờ giấy A4 luôn nha. Rồi, tới đây thôi chắc để cái bài mùng 5 thì làm ở trong clip tiếp theo đi, cho nó chắc nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các em trong clip tiếp theo. Nếu các em cảm thấy hay và dễ hiểu thì giúp thầy clip quảng cáo, ủng hộ thầy nha. Và đồng thời chia sẻ với các bạn nha.